Mình đi vô cái đường này thì hai bên đường á là mình nhìn thấy là ai cũng tầm dâu tầm ăn, giống như ở quê mình mà tầm dừa vậy đó. Thì cái lá dâu tầm ăn nó gì nè, nó cũng nó xung quanh nó có ghia, xung quanh ghia nó có ghia, có ghia, có ghia gì nè. Mà cái lá này, cái cây này thì nó không có cho mình bẻ miếng nha. Có ai lá không? Chắc không sao đâu, con lá à. Ai, nó như vậy nè, nhìn nó giống giống, nó có hình trái tim. Cái lá này nó có hình trái tim nhưng mà nó không có lông. Cái cây nó cũng không có gai luôn. Ở quê của mình thì hai đồng này để làm hàng gào với lại đeo cái gì cho nít vậy thôi. Nhưng mà nhà mình thì không có xài, không có đeo mấy cái này. Cái dâu này mà mình thấy có tái nữa, cái tái của nó chùm chùm nhỏ xíu giống như là chùm nho vậy, nhỏ mà lớn vậy hả. Đây là cái mình thấy cái tái của cây dâu tầm ăn ở đây nè, nó có tái. Cái tái này thì mình nghe nói là ăn cũng được luôn á, ăn nó ngọt ngọt. Chín thì nó phải ngọt nhiều, còn cái này còn sống nè, cho nên là nó hơi chua chua. Mình đang đứng ở chỗ này là đường vô đầm Ghi. Chỗ này kêu bằng gì cô? Đường Lý Thái Tổ. Dạ. Lý Thái Tổ là Lâm Đồng. Bảo Lộc, Lâm Đồng. Lý Thái Tổ. Dạ. Lý Thái Tổ. Mình đi ngang á, chỗ cái khu đường vô đầm Ghi này nè là tầm dâu tầm ăn nhiều lắm. Mấy cái cây này là dâu tầm ăn. Thì mình đi ngang đây mình thấy cô cổ đang chặt chặt, cho nên mình ghé vô mình coi cô chặt. Cô tỉa hả con? Vứt cái này vứt ra, rồi cái nữa nó mọc một lớp lên thì mình khoảng tháng 10 mình nuôi lại. Dạ. Vậy là cô thu hoạch lâu chưa? Vừa thu hoạch xong đấy. Dạ. Vừa thu hoạch xong đấy. Tức là cái này mình thu hoạch từ thảo hái đến giờ, hái lá xong đấy, cắt cành. Dạ. Bây giờ mình chặt cái cây này vứt đi để nó mọc từ thảo lên đấy. Dạ. Mình lấy cái mình lấy cái cô mới vừa chặt mình cầm xuống mình tạo được không cô? Cái đó gà được chứ mà nó không được. Dạ. Cái đó cũng phải làm đúng. Làm dạ. Đúng cái này làm đúng này. Dạ. Làm đúng cái này. Dạ. Giờ lấy cây bự á thì làm giống, còn lấy cái cây non non ở trên đầu thì làm giống. Tâm như vậy mà hứa hứa được ba bác kỷ. Ba bác kỷ hả? Hai bên hộp ba bác kỷ. Nhưng mà bảy nó ngủ vừa vừa. À vậy hả? Ừ, mà vừa ngày thứ sáu bố hành hứa mà ngày ngày chín sống rồi táo phải lấy chủ quạt trứng nẻ xuống cả tháo vậy đó. Vậy hả? Cô ở bên đây thì mình thấy hồi nãy cô đứng xịt thuốc ở bên kia phải không cô? Ừ. Con thấy cô xịt thuốc. Cô xịt thuốc gì vậy? Cô phải giấu tầm đấy. Gì chưa giấu tầm? Ở đây thì trong giấu tầm. Ý là biết sao không? Mình chỉ là để cho con dấu nó đơn nó bệnh để mình nuôi tâm. Dạ. À, cho cái lá nó đỡ bị bệnh. Đúng rồi. Dạ. Giống như cô ấy. Dạ. Không có chứ, cô kìa để làm cái gì để mà đẹp hết. Con đi vòng vòng con trai con thấy lạ. À, rồi. Dạ. Tại vì ở dưới con không có mấy cái cảnh vậy. Ờ, kia ở bên tay không? Dạ, con ở bên đây. Tí nữa đi vào nhà kia đó. Ừ, đổ mà đi ăn được lấy đó. Dạ, con ở dưới. Cô đứng phía bên kia, còn cô bên đây thì đứng tẻ cành nên con ghé chơi. Cái cô ở đây á, cổ chỉ mình là ở trong kia có hai người đang hái dâu, cho nên giờ mình chạy xuống dưới mình coi cô hái dâu thử thì làm sao nào. Tới giờ mình chưa có thấy, mời các bạn nữa cùng đi với mình. Đấy nữa mà nữa nữa mà không có thương nữa mà chúng đây còn mọi người hàng hại vô tầm rồi nhé. Dạ. Dâu tầm rỗi hả cô? Ừ, tầm rỗi có nghĩa là ăn được chị. Ăn xong là hình rỗi không kẹt. Dạ. Bây giờ là người ta đang hái. Dạ.
Có dưới này có mà bên này có nhiều chỗ. Dạ vậy con đi nha. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Đi ra đằng sau này nè. Dạ. Sau này còn một nội hai người hài xuống. Dạ. Em thấy ngay trước mặt mình nè có vườn một vườn dâu rồi có cô với lại con trai của cô đang hái dâu á. Giờ mình đi qua mình hỏi thăm cô chút xíu thử. Cô đang hái dâu hả cô? Dạ. Ủa, hồi nãy con thấy xe hai ba chiếc xe ở dưới đó, người ta chở dâu chạy đi bán hả cô? Chưa về nhà cho tập á. Thấy xe tập không? Dạ em chưa thấy cô ơi. Chờ tí em trai chị nó chở dâu lên xong rồi mình về để mình xem tập. Dạ dạ. Vô thác chơi hả? Dạ. Đi em nghe dì em nói ở đây đường vô thác nó có nhiều nhiều người đồng tầm đồng dâu tầm cho nên là em muốn đi coi dâu tầm thôi chứ không quen vô thác. Dạ. Vậy là nhà chị có nuôi tầm luôn hả? Dạ. Dạ. Chụp hình bé đây cho con. Nào. Chị là con gái của cô hả? Dạ. Còn anh này là con rể. Đùa với hai con lớn rồi. Dạ. Con nó lớp 8 rồi. Con chồng lớp 8 rồi. Hỏng ngại chứ. Ở đây mình kêu bằng cái kêu bằng gì chị? Chỗ này kêu bằng gì? Đây hả? Dạ. Dạ, xã Đầm Ghi. Mình thấy ở đây á là nhiều đồi dữ lắm mà đồi nào á cũng tầm dâu tầm hết á. Con tầm nó ba lớn chị. Bữa nay vẫn đang nhỏ. Dạ. Nhỏ nhưng mà em cũng nhìn thấy được rồi tại vì ăn dỗi rồi mà. Dạ. Nó còn nhỏ thì nó xíu xíu như cái tăm ấy. Dạ. Nhưng mà giờ nó ăn dỗi ngày thứ hai rồi thì nó to rồi. Dạ. Nhìn to hơn cây dâu này tí. Dạ. Tí đã đi về rồi em dẫn về cho xem. Dạ. Dạ em phụ hái dâu. Cho con phụ hái dâu cái gì nha. Nói chung là dâu này các cháu không chặt được đâu, các cháu không chặt được đứt tay ấy. Dạ. Đây, đây đi. Của em tầm dừa không ạ? Dạ. Dừa của em trái đó. Dạ. Ôi dâu này có mũ không chị? Có. Dạ. Có nhưng mà không việc gì hết, không ngứa gì đâu. Dạ. Anh ơi. Dạ. Em chở dâu về rồi chở dẫn chị về cho chị cái hành quay tầm. Anh này tên An. Từ đây á, mà từ vườn ở đây vô nhà của anh An bao xa? Đi hết cái dốc này xuống nè. Dạ. Vậy là vườn với nhà cũng gần nhau. Dạ. Giờ mình theo An chạy về nhà coi con tầm thử. Chỗ này là cái dốc mà mình đang đứng là cái dốc. Ở dưới kia là thung lũng. Được mưa luôn. Dâu á anh An về dựng như vậy hả nè? Mình dựng dâu vậy á hả? Nó không bị gì? Không bị nóng, dâu nó không bị nóng. Mình dựng dâu vậy cho nó mát, nó không có héo. Vậy mình dựng dâu vậy được bao lâu mà thì vô thì nếu như mà cho nó ăn ngay thì khoảng tầm có được 8 tiếng. 8 tiếng hả? Để cho ăn ngay, còn nếu không mà muốn lâu hơn là phải dưỡng
Ngày nào một ngày nó ăn mấy giác vậy à, anh An? Một ngày ở nhà nó nuôi khoảng một một 25 thì khoảng tầm có gần 2 tạ đâu. Mình dăng mùng cho nó ngủ vậy hả? Không, chỉ dăng mùng là để cho mấy con nhặng ạ. Mấy con giống con ruồi nhưng mà nó to hơn con ruồi. À, vâng. Con đó là chích mấy con tằm. Nó để trứng vào trong đó là sau này sẽ có con giò trong đó. Vậy hả? Mà đến lúc mà tằm nó bắt đầu chín là nó vào kén á, là nó mấy con giò sẽ đục ra mấy con tằm cho nó chết. Hả? Con tằm mà kêu bằng tằm mà nó chín nữa hả? Tức là đến ngày là một ngày giống kiểu mấy con sâu vậy ạ. Nó sẽ cuộn tơ á, cuộn làm thành một cái kén xong rồi sau này thành con bướm á. Nó có thành con bướm không? Có. Con bướm đó của nó con tầm ra làm sao? Nó dạ. Nó bự hay nó nhỏ? Nó nhỏ. Nó ngắn thành tầm này. Nó màu trắng luôn. Màu trắng bóc luôn. Dạ. Mà mấy con đó bay không bay được. Ủa? Bay không được. Nó tại người nó mập lắm. Dạ. Nó không bay được. Mình đi hết em. Anh An ở nhà anh An nuôi tầm nay được bao nhiêu lâu rồi? Chắc được khoảng tầm 6 năm. 6 năm nay. Mình phải dăng mồng gì để tránh mấy cái con kia. Ôi nó kìa, nó làm kìa. Đây là cái nhà để anh nhà ở nhà anh An nuôi tầm. Wow. Ôi nó nằm im vậy luôn hả? Nói chung là cho mình bỏ nó vô lên là nó sẽ ăn. Mình bỏ vô là nó ăn luôn luôn. Anh dám gợi nó không vậy? Gợi nó đâu có gì đâu, nó gọi nó chỉ vậy thôi mà. Sợ mấy cái này nó không có sao đó. Không gì. Thấy ghê quá chị thấy ghê. Không thật mà, cứ rờ thử đi. Em sợ sao dữ lắm. Không sao, cứ chị cứ rờ thử đi, rồi cầm nó lên thử nó không là gì, nó chỉ đứng im rồi là nó ngoáy xíu thôi à. Nó ngoáy hả? Không sao hết đấy. Không thật á. Nhưng mà có ngứa không? Không. Ngứa thì làm sao mà người chân tầm người ta chân được. Rờ nha. Dạ. Rờ. Ôi. Vậy hả? Ôi. Anh nói gì nó được mấy ngày rồi anh ơi? Hôm nay là mới sang ngày ăn dỗi ngày thứ hai. Con mà hồi nào từ ngày nuôi tới giờ là được mấy ngày? Lúc nhà em bắt đầu lấy được của người ta là tầm ăn ba, là nó gọi là được 3 ngày, tầm ăn ba ngày là nó ngủ. Xong rồi nó lột xác. Lột cái lớp vỏ ngoài của nó. Xong rồi đến tầm chuyển sang tầm ăn tư nó ngủ, nó ăn 3 ngày tiếp xong nó lại ngủ 1 ngày nữa. Vậy hả? Dạ. Nó xong ăn rồi nó ngủ là nó lột xác không? Ở trong thời gian đó nó sẽ lột xác, nó nằm im nó không có gì hết. Ở nhà phải rắc vôi vào cái phần dâu của nó á, để cho nó gọi là nó đều hết cái phần dâu đó, là nó không ăn được cái dâu đó nữa. Là chờ đến lúc mà tầm cái chân nó lột xác đều hết rồi là sẽ chuyển sang tầm ăn dỗi, là tức là bây giờ. Vậy là giai đoạn thứ mấy? Dạ, nói chung là đáng ra người ta sẽ còn từ từ trứng luôn, xong rồi lên tầm ăn, chắc là tầm ăn 1, tầm ăn 2. Rồi đến lúc mới đến lượt em là nhà em là tới tầm ăn 3 đó. Uh-huh. Rồi đến tầm ăn dỗi là phải từ 5 đến 6 ngày. Uh-huh. Rồi bắt đầu nó mới chuyển sang giai đoạn là nó, mình gọi là nó chín. Uh-huh. Là nó sẽ gọi là người nó bắt đầu vàng. Vàng là nó gọi là nó xả cái phân trong người nó ra rồi, tức là trong người nó chỉ còn tơ thôi. Uh-huh. Rồi nó sẽ cuộn kén. Cuộn kén rồi em dùng là dùng một cái nén loại nén gỗ. Có hai loại né, là một né gỗ và một né tre. Nên thường người cũng, nói chung là người dân thường thời nay người ta dùng cái né gỗ là chủ yếu, tại vì né tre. Cái đó là né là gì? À, cái em nè. Em nói coi. Đó là cái để cái tầm nó trèo lên để làm tổ trong nó á. Dạ hả? Dạ. Cái này cứ đụng bình thường luôn hả? Dạ. Nó đâu có sao đâu mà. Không, ngứa chứ nào luôn. Vì cái giống tầm này nó là mình nuôi từ đầu đến cuối thôi mà. Chứ không phải như mấy con sâu kia nó. Mấy con sâu á, nó ngứa là tại vì nó gọi là cái trên người nó chứa chất độc. Để, tại vì không ai nuôi nó hết, nó phải tự ăn nó kiếm sống. Nên nó phải dùng chất độc á, để nó có chống lại những cái xung quanh. Còn như con tầm này, chứ giờ con tầm này chỉ cần bị một cái que chọc vô thôi, để con tầm yêu nó, cho dù mình có cho ăn bao nhiêu thì nó cũng chết rồi.
Tại vì nó không có gì, nó còn là cái cửa sức đề kháng mà nó yếu. Nó không có gì gọi là để lành lại cái vết thương đấy. Tỷ lệ cái lành lại vết thương đó là nó cũng có đến nó gầy hơn cái khác mà nó không lớn được nữa. Nó đang ăn hay gì nghe kêu bốc bốc? Nó đang ăn. Bây giờ là nó ăn hết rồi, nói chung là còn ít dâu quá, nó ăn tí nhỏ đó. Còn lúc chứ mà... Anh có để dâu vô cho nó ăn không? Dạ có. Dạ anh để vô cho nó ăn cho em coi vậy. Đây là mấy cái dâu lá dâu mình phải lặt ra vậy nó mới ăn hả, chứ không phải mình để nguyên cọng hả anh? Dạ. Dâu này em là nó hơi xấu, hơi già quá. Đây là ở nhà anh vừa nuôi tầm rồi vừa tầm dâu luôn. Dạ. Chứ cái nếu mà mình không trồng dâu á mà mình đi mua dâu của người ta nó thì chúng mình sẽ rất là tốn tiền. Một ký dâu bình thường bây giờ mình mua khoảng tầm 5.000. Mà đi mua trong một ngày nó ăn là gần 2 tạ dâu. Một ngày ăn 2 tạ? Dạ. 200 kg. Dạ. Mà bao nhiêu đây hả anh? Mấy thay vậy? Bây giờ hiện tại thì nó ăn được có 1 tạ rưỡi thôi. Còn đến lúc mà nó ăn tam chỉ đến ngày thứ 3, ngày thứ 4 rồi á. Tức là ngày mai và ngày mốt nữa. Là 2 ngày nó ăn cực kỳ nhiều. Vậy là bữa nay là ở nhà anh tanh thủ ra chặt để gom vô để dành. Chặt nói chung là để chiều hoặc là tối nay nhà em róc luôn. Nó lại nhưng mà chứ không để cành như hồi nãy. Cho dâu, cho tầm ăn. Lần đầu tiên được thấy con tầm luôn. Lần đầu tiên mình được thấy con tầm. Mà được gờ con tầm. Sao nó giống y như con sâu luôn. Tại vì tầm vốn nó là một loại sâu luôn mà. Nó cũng như con sâu, nó sẽ có thành con bướm như con sâu vậy. Đây này, như con tầm này bây giờ nó bắt đầu ăn này. Nó ăn phía ngoài. Cái ngoài rìa, cái cạnh này. Nó ăn từ từ, nó ăn nhanh quá hả? Nó ăn cạp, ăn nhanh thiệt nhanh luôn á. Bây giờ này mình cho nó ăn ít được thôi nên nó... Gọi là nó... Cái tiếng nó không được to, chứ bình thường là ăn nghe chỗ ngoài trời mưa luôn. Nó ăn tiếng cỡ một loạt nó ăn vậy. Nghe giống như ngoài trời đang mưa luôn. Vậy bao lâu nữa nó sẽ ăn khác cả cái tiếng đó? Mà một bữa thì em cho ăn gì mà... Như nhà em cho ăn khoảng 4 tiếng một bữa. 4 tiếng cho ăn 4-5 tiếng là cho ăn một lần. Và buổi sáng nay là 7 giờ cho ăn thì đến trưa tầm có 11-12 giờ sẽ cho ăn tiếp. Bây giờ thì cho coi cho ăn thử thôi. Chỉ cho ăn thử nên em không cho ăn nhiều được. Cho ăn nhiều thì đến trưa nên là nó chỗ còn dâu chỗ hết dâu á. Nó không có đều. Nhà anh nuôi bao nhiêu cái giống vậy anh? Bao nhiêu phòng giống vậy? Hiện tại bây giờ là có gần 5 cái. 5 phòng vậy. Không có, chỉ có một phòng như vậy, có 5 cái khay như thế này. Vậy là nhà anh đang có một phòng và 5 khay. Dạ. Còn bên này là nhà tầm chăn tầm lúc mà tầm ăn 3, tầm 4. Bên đó là cái loại lúc mà nhỏ ở bên này. Em qua bển em coi được không? Dạ được. Dạ. Ủa mình nuôi ở trong nhà luôn hả? Nuôi trong nhà. Cái sao em đâu có tầm nào đâu? Cái này là cái phân của nó lúc mà tầm ăn 3, tầm 4 á. Cái con tầm này là con nó lột xác sau này. Nhưng mà giờ nó lột sau là mình không cho kia được. Bởi vì nó chết mất một ngày rồi. Và giờ cho nó qua á. Thì tức là sẽ cho đến lúc nó thành chén nó sẽ bị muộn mất một ngày. Thì tức là không kịp với bọn kia. Phải điều ngày với nhau luôn. Nên lúc mà cho dù bọn nó đến ngày nó ngủ á, mà cho dù có con ngủ trước con ngủ sau đi chăng nữa thì mình vẫn phải dắt vô lên dâu để cho không cho tụi nó ăn. Để cho đến lúc mà mình cho ăn là cho ăn một loạt luôn. Là để lấy tầm kia một loạt luôn. Là mình vậy mình từ lúc mà mình nuôi một con người ta bán cho mình vậy là nhiêu tiền anh? Lúc mình còn nhỏ xíu á. Một cái này bán là sẽ gọi tiền theo hộp, tức là một nguyên một cái năm luôn. Một cái năm tầm con như thế này. Là 400 450 ngàn một cái như vậy. Dạ, một cái năm như vậy. Còn lúc đó nó nhỏ xíu nhưng cứ đầu tăng đấy. Vậy là nhiều con dữ lắm luôn á. Dạ. Nghĩa hả? Rồi mình nuôi bao lâu mình mới thu hoạch tơ của nó? Dạ, khoảng từ lúc tầm anh ta là nó khoảng tầm có 17 ngày. Nhưng nó còn 17 ngày. 17 ngày là có tơ vậy hả? 17 ngày tức là nó thành con chén rồi mình sẽ bán cho bên nhà ươm chén. Người ta sẽ gọi người ta... Chứ ở nhà anh không có cho nhả tơ hả? Không, tức là ở nhà là đã thành, nó nhả tơ và nó thành một cái kén rồi. Và mình gói cái kén đó mình đem đi cho mình bán cho người ta. Người ta sẽ gọi là lấy cái tơ của nó làm cái tơ lụa như bình thường ấy. Nhưng mà cái cách của người ta hình như là
cầm cái chén này xong thả vào trong nước ấy. Là xong người ta lấy cái đũa hay gì đó, người ta lấy bắt đầu gỡ được cái đầu sợi tơ của từ con chén ra. Vậy hả? Gỡ cái đầu sợi tơ luôn. Tại vì vốn thì con chén nó cũng nó làm tổ, nó sẽ có sợi đầu tiên rồi nó là nó một sợi dài luôn. Nó sẽ không bị đứt. Vậy hả? Ê, cái tơ nó chắc không anh? Hay giống như tơ nhỏ nhỏ? Tơ nó cũng ngang được cái tơ nhẹ đó. Vậy hả? Vậy mà giờ đừng thành cái áo luôn. Hay quá không? Cái này nó bị chết hả anh? Nè. Sao nó bị khô lại nè? Con này chết, con này hư, nó chết bị bệnh. Nó được lại lột xác không được, nó lột chưa ra được. Cái phần xác này phải nóng khỏi. Chắc phải bỏ cái con này đi. Cái này là lúc đầu tiên mua về để vô đây. Dạ. Xong rồi sau đó nó lột xác xong mình mới bỏ qua nó bên trên nó lột, kia. Lột sang sau ngày thứ ba và cái giờ tầm ăn 3 và tầm ăn 4. À, sang tầm ăn dối nhà mới chuyển qua nó qua bên đó. À, ăn 3 ăn 4 rồi ăn dỗi. Dạ. Ăn gì tầm ăn dỗi. Đây. Con tầm anh An ảnh nói là tầm này cũng là thuộc một dạng sâu. Mình thì chúa sợ sâu. Mà mình thấy mấy anh chị ở đây cầm được thì mình nghĩ chắc mình cũng cầm được. Nó mềm mềm. Nó mềm mềm. Nhìn nó giống như con sâu vậy á. Ở đằng trước của nó có 6 cái chân. Rồi ở đằng sau nó cũng có 8 cái chân nữa. Thì cái đuôi thì cũng có sừng luôn. Mà cái đầu thì ăn liên tục. Ôi, nó không ngứa hả? Không ngứa. Còn cái nào mà để người ta bán cho mình ăn á? Ta bán cho mình ăn là cái nào? Là cái một là nếu mà người ta bán là dạng tầm á, là đến tầm ăn ngày thứ năm là người ta sẽ bán cái tầm đó luôn. Lúc đó nó to khoảng tầm cỡ gấp 3 con này. Ăn á, bán cho là mình cái ăn. Cái loại đó là loại nhộng rồi. Tức là nó thành con kén rồi đấy. Là người ta sẽ bỏ người ta sẽ gỡ cái kén nó ra. Lúc mà người ta cuộn tơ á, là bên lúc xong khi người ta lấy cái phần tơ đó xong là nó sẽ còn cái phần ruột, tức là phần kén ở trong. Vậy hả? Là nó teo lại, nó còn nhỏ lại đúng không? Nó ngắn lại. Dạ. Giống kiểu một con sâu nó lột xác vậy. Nó thành cái nhộng rồi. Anh bóc lại mấy nữa thử đi anh. Mình cầm được cái con này kìa. Nó ngóc cái đầu lên nó chào mọi người. Nó không, mình cầm mình thấy nó mềm mềm. Nó nhọt nhọt. Sợ lắm. Tối ngày nó ăn tối ngày vậy luôn. Nó ăn tối ngày vậy luôn. Nhưng mà tại vì có kiểu nhiều khi là mình chia nó không có được đều. Nên mình phải chờ cho nó ăn hết dâu luôn. Còn nếu như mà có chỗ ví dụ như đến bữa của mình cho nó ăn rồi mà có chỗ còn dâu, có chỗ hết dâu thì mình sẽ phải đem cái dâu của cái phần mà nó ăn chưa hết đem cho qua bên cái chỗ mà nó ăn hết từ lâu rồi đó. Nó sẽ ăn nhanh, nói chung nó sẽ ăn nhanh lắm. Có một xíu là nó hết. Như cái phần này, cái con tầm hồi nãy. Nãy mình cũng mất đâu tí xíu, bây giờ nó mất mình khoảng này. Mà trong khi đó mới được có mấy phút thôi. Tháo lại cỡ nè. Nó ăn nhanh dễ sợ chứ ăn mất tiêu nửa cái lá luôn rồi nè. Anh thấy cái chỗ này nè, hồi nãy nó ăn có chút xíu mà giờ nó ăn gần hết cái lá rồi. Công nhận ăn nhanh thiệt luôn á. Cái lá còn có nhiêu đây hả? Nãy giờ là chưa được 3 phút. Đau bụng. Mình đi qua mình cái mình đi lại cái nó ăn mất tiêu rồi. Đau bụng. Đau bụng. Bây giờ thì sau khi mà cô với chị ở ngoài chặt dâu thì anh An ở trong này lật cái lá dâu ra. Mình thấy là cái con tầm á nó chỉ ăn cái lá thôi chứ nó không ăn cái cọng. Mình không có lật bằng tay hả anh An? Dạ cũng được, nhưng mà lúc mà mình chặt nó về như vậy rồi chỉ chặt cái cành nó rất là ngắn. Rất là khó cầm. Nhưng mà nếu mà lúc mà mình hái ở trên vườn ấy là mình sẽ chỉ có bằng tay thôi chứ không dùng cái khác được. Sao ngộ vậy? Ở trên vườn là nó một cái cây của nó cao, nó vừa cái tầm chiều cao của mình. Là mình gọi là mình cứ nếu như vậy mình vặt nó rất là dễ. Còn bây giờ nó như vậy nó ngắn rồi
nó chỉ còn một khúc như vậy thôi, mình mà không giữ cái phần dưới á, mình vặn sẽ nó gọi cứ đu qua đu lại, nó không cho mình điều kiện theo ý mình muốn được. Nhà anh có bao nhiêu cái vườn dâu, có mấy công vườn dâu? Nhà em chỉ có ở tiếng nước xào của miền Nam này là nhà em có trên đó đó là khoảng 2 xào. Hai công. 2 xào. Yeah. Vậy 2 xào vậy rồi đâu có đủ cho tầm nó ăn đâu. Nói chung là như nhà em bây giờ là hiện tại là đủ. Đủ không? Dạ. Có 2 công mà mỗi một ngày là con tầm nó ăn cả 200kg luôn hả? Một ngày 200kg nhưng mà cái vườn dâu đó, nói chung là nếu như mà nhà em cho ăn tất cho nó luôn đó, là bây giờ nhà em đang nuôi hiện tại chỉ có 1 hộp 25 thôi. Còn nếu mà bình thường nhà em nuôi là 1 hộp rưỡi là nguyên một vườn đó là vẫn còn dư dâu. Dạ hả? Dạ. Một vườn dâu đó nói chung là khoảng 8 đến 9 tạ dâu. Dạ hả? Đấy là trong trường hợp gọi là dâu bị xấu. Tức là dâu nó bị hư nhiều như vậy. Nó bị đuôi, nó không có cái ngọn, nó không có được lên. Nó không có cái bút ngọn của nó đó. Chứ còn đây. Lá già hay lá non thì con tầm nó vẫn ăn được bình thường. Lá già nhưng mà chỉ già đến mức độ thôi ạ. Chứ còn hả? Ví dụ như những cái lá người ta lại như thế này là tầm sẽ không ăn được nữa. Nó già quá, lá già này rồi. Quá già nó ngã qua vàng rồi thì con tầm ăn không được. Như tầm lá như thế này á thì là tầm nó tầm ăn được. Bây giờ còn tầm có 4 tiếng nữa là mình sẽ cho nó ăn ngay, nó sẽ ăn được. Còn để lâu hơn thì nó sẽ bị tèo, nó bị sẽ tèo như vậy. Nó bị nát hết luôn. Nó sẽ tự khô và tự nát. Còn với những loại lá như thế này thì có thể được khoảng tầm có từ 6 đến 7 tiếng. Nếu như mình không cần xịt nước cho nó để cho nó tươi, khoảng tầm 6 đến 7 tiếng là vẫn có thể cho nó ăn được. Vậy là ở nhà nuôi tầm phải có kinh nghiệm lâu năm thì mới nuôi được. Dạ. Chứ ở đây xung quanh chỗ anh ở ai cũng nuôi tầm không hay là có người nuôi có người không? Dạ, có người nuôi có người không, nhưng mà hiện tại cho đến giờ là xung quanh đây là ai cũng nuôi hết. Dạ hả? Dạ. Thì ở xung quanh đây ngày trước ấy, thì chủ yếu là tập trung vào cà phê và chè. Nhưng mà sau một thời gian là cái công chè nó gọi là cái tiền chè nó sẽ cái sản phẩm của nó mất giá. Và cái công hái của nó rất là lâu. Nó không có được thu nhập nhiều bằng dâu. Dâu nuôi tầm này. Thì người ta sẽ chuyển qua, người ta phá chè đi. Người ta chuyển qua trồng dâu hết. Còn dâu này như ở nhà anh mà không có, có con ốc ở trong này. Có ốc sen, con mấy con này là nó ăn lá dâu luôn á. Nhưng ở nhà anh không có nuôi tầm, ở nhà anh tầm dâu bán thì dâu này bán ký hay bán làm sao? Bán ký, mình hái hoặc là người ta đến hái. Sau đó mình sẽ cân. Vậy bao nhiêu tiền một ký? Nếu mà loại dâu lá không á thì con mình hái dâu lá như vậy thì sẽ khoảng tầm có 5-6 nghìn một ký. Đó là vào mùa mưa bây giờ, còn nếu mà vào mùa khô nó có thể lên tới 7-8 nghìn một ký. Vậy mình có tưới không? Qua mùa khô mình có tưới không? Nếu như mà cảm thấy tầm có tháng 2-3 đó mà trời nắng quá nhiều rồi mà mình thấy dâu của mình nó không có trụ được nữa là mình sẽ buộc mình phải tưới. Như năm vừa rồi, như đợt vừa rồi luôn này là nhà em phải tưới trên đó 2 lần. Là nó nắng quá, nắng mấy tháng liền không có mưa luôn. Cái dâu này chắc cũng dễ tầm, mình chỉ cần cắm xuống lên như củ mì vậy ha. Dạ. Thôi nè. Chung là người sau khi cái dùng lấy một cái hom. Để nó bận một cái hom chỉnh chỉnh xin chỉ cái liền. Cái này mình chỉ làm tham khảo nha. Chứ thực ra là nó không có dùng cái đoạn này đâu. Nó là một cái đoạn phần gốc, dưới gốc của nó á. Tầm có từ dưới gốc nó lên được khoảng trường này. Nó sẽ chặt được cái đoạn đó để dùng để... Sau đó người ta sẽ chặt đoạn dài tầm có 30 phân cơ. Trường này mới được có 20 phân à. Là người ta sẽ để làm hom, người ta gọi là cái hom. Hom dâu, người ta sẽ cắm xuống đất. Đấy là lúc nào cũng em cũng không có kinh nghiệm về cái loại trồng dâu này cho lắm nên cũng không biết là trồng ở tháng mấy, nhưng mà thường sẽ trồng vào mùa mưa để dâu nó có thể lên dễ lên được. Lúc mà trồng dâu này á, là giống kiểu người ta sẽ cày luống đàng hoàng á, cho bò vô cày luống hoặc là dùng máy cày luống mới trồng được, chứ không là ví dụ như đất của mình như vậy mà mình không cày sới gì hết mà mình cắm xuống thì chắc chắn cái hom dâu này nó không thể sống được. Giờ mình đi ra ngoài mình coi
cô hái dâu tiếp. Mình kêu bằng hái dâu hả? Bây giờ tại là phải chặt dâu. Chặt dâu chứ không phải hái dâu. Dạ. Chặt dâu. Hái là mình chỉ hái phần lá thôi. À. Đây là nhà. Nhưng mà cũng có nhiều kiểu chặt lắm. Như nhà em thì nhà em chặt như vậy, nhưng mà có nhiều nhà là người ta chỉ bẻ lấy chút phần cành người ta đem về thôi. Đúng rồi, hồi nãy em đi ngang ở trên kia em thấy cái chị kia đứng rồi ngắt vậy. Nhưng mà nếu mà làm như vậy á thì mình sẽ phải thêm một cái phần công đoạn nữa là chặt. Mình phải lên lại vườn mình chặt lại cái phần này. Chặt để bỏ nó đi. Vì cái phần này nó đã lên mất cái cành cái mắt của nó rồi. Mất cái mắt này rồi, nó lên thành cành rồi, là cái phần chỗ này nó sẽ không dùng được nữa. Nó không có cái gì nó lên mầm nữa, mình phải chặt bỏ nó đi. Vậy là mình chặt cái kiểu này thì mình khỏi cái mất công làm thêm lần nữa. Dạ đúng rồi. Giống như cái cô hồi nãy mình thấy cô hồi nãy hái phải đi chặt lại. Dạ. Đây anh mới rồi chở thêm dâu về. Nặng dữ không vậy anh? Nhẹ mà 10 kg. Dạ. Nên nó gồm gà mà nó lại nhẹ ký ha. Anh hiểu nha. Thì chị cười chừng đứa sao vậy? Vậy ở nhà mình suốt ngày đi hái dâu về cho tầm ăn hả anh An? Dạ. Ở nhà mình suốt ngày là chỉ đi hái dâu về cho tầm ăn thôi. Đúng rồi. Bây giờ đang có tầm đến tận như thế, còn những lúc mà xong tầm rồi thì mới làm khác. Mình ra tới đây thì mình thấy là cô với lại chị ở đây làm xong hết rồi. Bên đó cũng của cô luôn hả cô? Từ miếng cà phê luôn này chẳng. Dạ. Mà bên đó với bên đây luôn là như tầm đó nó ăn dâu mình đủ luôn rồi. Ăn hết, nhưng mà tại vì mình là cái tour trước là mình nuôi một đợt rồi. Dạ. Xong rồi mình bán kén rồi. Dạ. Bữa nay em mà vào mà nhìn được cái kén nó mới đẹp. Dạ. À, bữa nay kiểu chưa chín này. An nói mấy ngày nữa rồi cho em vô coi. À mình vẫn ở đây chị? Dạ em đây. Vậy thì lấy số điện thoại của em đi xong rồi. Dạ rồi luôn rồi. À lấy rồi. Xong hết rồi chị. Hôm nào tầm 9 mình vào này, xong rồi khoảng 3 ngày sau là tầm bán kén, mình lại vào xem một lần nữa. Dạ. Mình biết được là con tầm nó nuôi như thế nào. Dạ lần đầu tiên em được gờ con tầm á. Sợ. Dạ sợ lắm anh chị. Nó kiểu nó có cái chân, nó nhiều chân á. Dạ. Nhưng mà nhìn rồi quen đúng không? Dạ. Nó hiền, nó không có dữ. Không thì nó không có cắn, nhưng mà nó bò vào tay mình không dùng thì không bắt nó thì nó kiểu nhột nhột cái tay chứ. Dạ. Nó đâu có cắn đâu. Khi mà mình nghe nói thì mình cũng không biết, mình coi trên tình hình á thì mình cũng không biết ra làm sao, nhưng mà khi mà tới rồi á, mình vô chỗ của cô nuôi rồi á thì vô trong đó không có cái mùi gì hết á. Nó rất là sạch. Đúng rồi. Dạ. Cháu thấy vậy à? Dạ con thấy vậy. Sạch, nó không có cái mùi gì của con tầm nó thải ra ngoài hết á. Đi được. Chứ khó tí nha. Được. Cô nuôi quanh năm suốt tháng không cô? Nói chung nuôi quanh năm, nhưng phải như cái dâu này bây giờ có thể chờ cái dâu kia nó lên được thì mới lại có dâu mới nuôi được ấy. Dạ. Nó cứ đến lứa này mình nuôi dâu lá thì 20 ngày một lứa. Dạ. Nó thu cành 2 tháng một lứa. Dạ. 20 ngày mình chặt lần. Hai lá. Đúng không? Cô tỉa xuống vậy nè là cũng 20 ngày luôn. Chặt như thế này là phải 2 tháng mới được một lứa này. Dạ. Thế còn nếu lúc mà mình đốn nó mới lên. Dạ. Thì hai. Dạ. Lá thì mình không kia. 20 ngày mình hái nó ra, còn cái này là phải chờ nó nảy mầm nó lên được như bên kia kìa. Dạ. Cái kia phải 1 tháng nữa mới nuôi được. Dạ. Vậy là con tầm nó chỉ ăn nhiều trong vòng khoảng 2-3 ngày, 2-3 lần thôi hả chị? Là tầm là nuôi từ tuổi 3 là mình lấy về á. Dạ. Xong mình nuôi là tầm bé rồi, tầm nhỏ ấy. Dạ. Xong rồi mình nuôi từ tuổi 3 đến khi chín là nó khoảng độ 14 ngày. Dạ. Thì nó ăn nhiều thì chừng độ 4 ngày thôi. Dạ. Ăn dỗi bắt đầu ngày từ thứ 2. Dạ. Đến ngày thứ bước sang ngày thứ 5. Dạ. Dạ. Vậy là mình nuôi trong vòng chị nuôi để lấy tơ chị bán thôi. Còn chị không có ươm con tầm nhỏ. Không ươm. Dạ. Rồi chị nói là nuôi trong vòng 14 ngày thì nó chỉ ăn nhiều nhất là trong vòng 4 ngày, mỗi một ngày là 200 kg. Tùy mình nuôi số lượng nhiều hay ít em. Dạ. Nuôi ít chứ cháu chứ không phải. Dạ. Nhưng mà cứ đại là mình biết hơn một hộp là ngày ăn. Dạ. Cao điểm nhất là em tưởng đâu là 14 ngày thì ngày nào nó cũng ăn 200 kg. Không, nó có mấy ngày cuối thôi. Dạ. Nó còn ăn nhỏ.
Nó ăn bắt đầu từ ngày nay là ngày thứ hai này. Thế ngày mai là nó ăn nhiều này, ăn được 4 ngày thì đến ngày thứ 6 là nó chín bói thì nó lại ăn lại ít đi. Nó chín lại chị. Nó chín là ra tơ ấy. Nó nhà tơ là nó không ăn nữa. Dạ. Nó ăn no rồi nó chín nó không ăn nữa. Dạ. Cô nói là khoảng 4 ngày nữa thì mình vô mình coi được cái gì đó. Thì mời các nhà tơ là chín. Dạ. Nữa là nó gọi là mới đẫy tằm chứ chín thỉnh thoảng nó có con chín nên nó chưa chín nhiều. Dạ. Phải 5 ngày thì lúc đấy là chín là mình rũ lên né thôi. Dạ. Vậy thì mời các bạn chờ đợi mình thêm 4 ngày nữa rồi vô coi con tằm nó nhả tơ nha. Còn giờ thì con cảm ơn cô nhiều, con cảm ơn chị nhiều, cảm ơn anh An nhiều. Nhờ vậy mà con mới biết con tằm nó ra làm sao. Dạ. Nào tới giờ con không biết. Chưa. Con cảm ơn cô, con đi về. Chào hai chị em nhé. Dạ. Chị tên gì vậy chị? Chị Toan. Chị Toan. Còn cô? Cô tên Liễu. Cô Liễu. Dạ. Tụi mình tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ.